À, vâng, à, xin chào các bác anh em nhé. Hôm nay bên em tiếp tục về thêm một cái dòng bay và dòng bàn kéo vữa của loại có răng cưa này nhé. Để khi anh em ốp lát xây dựng thì phù hợp trong công việc của mình. Đây là bay này, bay răng cưa này. Khi anh em mà gạt vữa thì nó sẽ tạo ra cái đường rãnh này. Khi anh em ốp lát thì mình tì gạch nó sẽ đều hơn. Cái kích thước của cái bay răng cưa này nó khoảng 15 cm nhé. Đấy. Nó có hai mặt, mặt răng cưa hai mặt, mặt thẳng đứng và mặt ngang. Đây này, thép này là thép trung dỉ nhé, rất là chất lượng. Và đây là bàn gạt vữa này, bàn gạt vữa cũng có răng cưa nhé. Thì nó gạt vữa này nó có răng loại hai chiều. Đấy, khi anh em gạt vữa thì nó sẽ tạo ra cái đường rãnh để khi mình tỉ gạch thì nó dàn đều vữa vào các cái khe của gạch. Đây thì bay răng cưa thì bọn em đang bán có 42.000 đồng một chiếc thôi, 42.000 đồng một chiếc bay răng cưa này nhé. Và bàn gạt vữa này cũng giá 42.000 đồng. Đấy, bàn gạt vữa này cũng ra 42.000 đồng nhé, 42.000 đồng bàn gạt vữa này, bay răng cưa này, đồng giá hai sản phẩm là 42.000. Và các kè gạch nữa, các bác anh em có nhu cầu thì để lại số điện thoại dưới video này hoặc là liên hệ trực tiếp với số điện thoại của em ở trên màn hình là 0975842993 và 0326548330 nhé. Giá của bay răng cưa và bàn gạt vữa này đều đồng giá là 42.000 đồng một chiếc. Thì các bác nào có muốn mua sản phẩm hoặc là quan tâm về sản phẩm thì có thể để lại số điện thoại dưới video này hoặc là trực tiếp liên hệ với em. Bay răng cưa thì nó có hai đầu răng này, khi mình gạt vữa thì nó rất là phù hợp cho anh em trong làm công việc. Hai sản phẩm này đều cùng một thương hiệu sản xuất nhé, đó là cơ sở sản xuất bàn bả Trường Sơn này, bàn răng cưa này, bàn kéo hồ này. Đấy. Có sản phẩm này rất là chất lượng này, được sản xuất bởi tại công ty Trường Sơn nhé. Đấy, các bác nào có nhu cầu mua sản phẩm thì để lại số điện thoại dưới video này hoặc là liên hệ về số điện thoại của em. Giá là đồng giá là 42.000 đồng một chiếc, thì anh em mua mua nhiều thì anh em sẽ được bao ship nhé. Còn nếu mà mua một hai cái thì phí ship nó rất là rẻ thôi. Vâng, cảm ơn các bác, các anh em đã xem hết video của em trong ngày hôm nay. Xin hẹn các bác trong những video tiếp theo nhé.